Xin chào anh em. Thì đây là vườn dừa của mình nha anh em. Thì hôm nay mình lại có dịp về quê, thì mình sẽ dẫn anh em ra cái vườn dừa này. Nhưng mà hôm nay thì không phải đi bắt cá, bắt cua, bắt chim, mà mình sẽ dẫn anh em đi lượm trứng vịt. Thì cái này anh em nghe nói thì cái đồng này biết sao có trứng đúng không? Thì nghĩa là khi mà cái con vịt nó, người ta nuôi vịt tới quê á, thì người ta thả ra ruộng nè cho nó ăn. Ăn xong bắt đầu người ta chiều người ta lùa về. Thì lúc mà nước ta bơm lên để cho con vịt nó vô nó ăn con ốc á, con ốc thế này nè, nó ăn ốc á thì sẽ không có, nó có nước nó sẽ mới ăn được. Thì lúc đó nó sẽ, con vịt nó sẽ đẻ xuống dưới nước đây nè, đẻ xuống dưới mấy cái cỏ nước này nè. Thì nước nó sâu thì lúc đó không có trứng. Tới lúc thì bắt đầu mình giờ nước nó giật lại, nó cạn, nghĩa là nước nó xả ra và nó khô cạn lên nè. Đây là cái trứng vịt này nha anh em. Thì con vịt nó đẻ. Thì trứng này á thì người nuôi vịt người ta cũng không có lụm, ta cũng ít lấy làm gì á. Là nó đẻ lại, đẻ dưới nước nè. Thì trứng này mình lụm lúc nhỏ thì tuổi thơ thì lụm rồi nướng ăn đồ chơi vậy thôi. Thì hôm nay vẫn có dịp thì mình sẽ lụm này quay cho anh em xem. Thì cũng có trứng ăn được, trứng ăn không, chứ không phải trứng nào lụm vô cũng sẽ ăn được hết nha nè. Bây giờ nước bắt đầu nó cạn này, mình cứ lội theo bờ vậy thôi. Thì mình sẽ tìm quả trứng, thấy quả trứng là mình cứ đi lại thôi. Xa xa trắng trắng đây là quả trứng thứ hai nha nè. Thì mình cứ lụm hết về rồi luộc lên, trứng nào ăn được thì ăn, trứng nào ăn không được thì thôi nó hư đó. Thì vịt nó sẽ đẻ xuống nước nè, lúc nước nó sâu á, thấy nó vậy thôi chứ trứng nó cũng còn tươi còn ăn được nè. Mình rửa sạch thôi chứ nó chưa có bị thối, nhưng mà lúc mà luộc lên ăn thì nó sẽ có mùi hơi hôi nước một xíu, tại vì nó nằm sâu trong nước mà. Trứng này thì người ta cũng đâu có lụm bán gì được đâu, mà như là cũng đâu có thấy đâu mà lụm. Tại vịt nó đẻ xuống nước, những con vịt mà nó buổi sớm nó đẻ nó chưa kịp về chuồng á, cũng như người ta lùa về á, thì có những con nó sẽ đẻ lại, nó đẻ rớt lại thì nó sẽ đẻ xuống ngay chỗ nó ăn luôn. Rồi có những con thì nó sẽ đi về chuồng mới đẻ. Bây giờ mình thử mình đi lượm một vòng cho anh em xem coi, để xem được bao nhiêu trứng. Đi thử qua lại như nè. Mình cứ nhìn qua nhìn lại, thấy trắng trắng là mình sẽ cứ lượm thôi. Thì tuổi thơ là mấy cái môn này là ở quê, mấy đứa trẻ ở quê là rất thích. Xong mà đem đi bỏ đất vô. Đó, phía trước có hai trứng nha nè. Mình cứ đi về đây, mình thấy trắng trắng là mình cứ đi lại là coi thử có phải trứng không, trứng thì mình lượm. Đó, mấy đứa đi học về lúc nhỏ mình hay ra ruộng lượm mấy quả trứng vịt như nè. Đem vô. Xong rồi nướng, luộc. Đó, trứng thứ ba. Đây trứng thứ tư nha anh em. Nó nằm sâu trong nước nè. Đó. Mà cũng còn sạch lắm nha anh em, có trứng cũng còn sạch. Tại vì con vịt nó ăn có khi nó đẻ ngày này ngày kia nữa. Tại vì cái đường này á là cái bờ dừa của mình á, là mấy con vịt nó cứ đẻ xong nó đi qua đi lại, tại vì cái vùng vịt nó cứ đẻ gần gần chỗ mình nè. Thì có bùn dừa, bữa trưa cái con vịt nó hay tụ lại đó, nó hay bu lên trên cái bờ dừa của mình đó để nó nằm cho mát, thì nó sẽ đẻ gần đây. Còn lúc đây một trứng thứ năm nha nè. Thì buổi trưa nắng mà người ta cứ thả thôi, thả ra cho nó đi ăn ốc quanh ruộng. Lúc mà cái nè ruộng nó trống rồi nè, mình cắt lúa đi nó trống rồi đó, thì về người ta thả vịt ra cho ăn mấy con ốc rồi nè. Thấy không, nó xuống ruộng để nó ăn mấy con ốc, và nó ăn thì nó sẽ đẻ lại. Rồi nãy giờ mình đi được 5 trứng rồi nha anh em. Thì mình phát hiện trứng tiếp theo rồi kìa. Mình cứ việc đi nhìn qua nhìn lại vậy thôi, mình có thì mình cứ lượm. Thường á mình đi á, chủ yếu là mình đi theo mấy cái bờ, tại vì mấy con vịt nó hay đứng lên trên mấy cái bờ á, mấy cái bờ đất, xong rồi nó đứng tụ tập ở đâu thì nó sẽ đẻ đó, nó ăn thì nó ăn vậy thôi. Nhiều khi nó đứng lại nó nói chuyện á, mấy con vịt nó xí xô xí xào nhà đó, rồi nó đẻ trứng xuống luôn. Trứng thứ bảy nha nè.
Thật sự là ở quê là thức ăn thì cá, tôm, cua, ốc đồ không nói rồi. Trứng vịt cũng rất là dễ kiếm nha anh em, không cần phải bỏ tiền ra mua. Anh em chỉ cần bỏ chút đỉnh thời gian, chịu khó nhấc cái mông ra khỏi khỏi chỗ là anh em có thể tìm được nguồn thức ăn này mà không cần phải tốn tiền. Thì quê nó được như vậy. Mà ăn thì nó sẽ không ngon bằng trứng vịt mà được đẻ vô chuồng này, đóng hộp này nọ thì nó ngon hơn. Nhưng mà này được cái nó sạch sẽ. Rồi đây thì nó xa bờ dừa quá rồi thì mình sẽ không lội đường thẳng nữa, tại vì vịt nó thường tụ lại thì nó tụ vô mấy cái bờ. Nếu mình đi xa bờ quá thì khả năng có nó không có, không có trứng nhiều, nó không có đẻ. Giờ mình sẽ bắt đầu tới đi ngang nha nè. Giống như cái đường gì đây thì mình đi thẳng là đi ngang, mình đi ngang cặp cặp bờ dừa thôi, chứ còn mà mình đi đi thẳng ra ngoài xa ngoài hậu thì không có. Giống đi xa ra ngoài đây nè thì con vịt nó không có nằm ở đó nhiều, mà con vịt nó cứ nó ăn xong thì nó lúc ăn thì nó ít đẻ lắm, chỉ có những lúc mà nó tụ lại đó, nó no rồi đó, nó đứng lại thì lúc đó nó mới đẻ nhiều. Thì giờ bắt đầu mình đi thẳng đường vô rồi, tại nãy là mình đi cặp cái bờ, cái mé bờ đó thì trứng nhiều, còn ra giữa này thì cũng ít lắm. Bây giờ mình sẽ lội dòng vô hướng bên kia, cặp mình đi cái đường ngang như nè, ngang phải với cái đường dừa nè, mình xem coi nó có nhiều hơn không. Chứ cái đường vô nữa thì mình thấy nó ở đây được trứng nè nè, nó đẻ xuống nước nè, rêu nó đóng lên 2, 4, 6, 8 trứng thứ 8 rồi nha nè. Cái nó vẫn có nha nè, nhưng mà nó không có nhiều. Còn dụ mình ở gần gần bờ thì nó sẽ nhiều hơn. Thì ở đây có trứng nữa nè, trứng thứ 9 nha nè. Nó còn cái mặt nước nên mình nhìn cứ thấy thấy từ xa, cái nào trắng trắng thì mình định hướng vô đó mình đi thôi. Nhưng mà mình cứ đi về cái bờ, cái hướng mà có bờ nhiều á thì ốc nè, ốc quá trời ốc luôn. Con vịt nó tới để nó ăn mấy con ốc này nè, ăn xong nó đẻ trứng lại. Mấy cái trứng này thì cũng không có bán được đâu, nên chủ nuôi vịt đây cũng không có lụm mấy trứng này, mà có muốn lụm thì cũng không có lụm được. Bây giờ nước sâu quá, tại nước nó sâu á, cái trứng nó đẻ xuống dưới rồi người ta cũng đâu có thấy đâu mà lụm. Đây thêm một trứng nữa nha nè. Thôi cứ lụm đi rồi chút đếm. Đây thêm một quả trứng nữa nha nè. Mấy trứng này thì về cứ luộc thôi, luộc rồi lúc trẻ thì mấy đứa nhỏ hay chơi đó, mà lớn vẫn ăn bình thường thôi. Nó cái vị nó thì nó hơi có mùi nước nước xíu, nó không có thơm béo như là trứng vịt. Kia như trứng vịt nó đẻ trên bờ, nhưng mà đồ miễn phí mà, chỉ cần bỏ công hết cái mông ra khỏi chỗ là có đồ ăn. Dự như ra lụm trứng vịt mà không có trứng vịt thì lụm mấy con ốc nè, lụm mấy con ốc mà vô kho xả ớt cũng ngon lắm. Ở miền quê thì nó rất là dễ sống, rất là thanh bình. Rồi tối rồi, trời giờ chiều rồi, chiều rồi mình lẫn lỗi cái mình ở đây lội đi lụm trứng vịt, định ra kiếm con ốc con cá con cua. Nhưng mà thấy cái có trứng vịt nè, lụm trứng vịt luôn, xách cái thùng đi bắt nè, mà chưa bắt được cái gì thì được mấy con cá. Có lòng định đi bắt mấy con cá con cua ngớt gì đâu, nhưng mà ra thấy được trứng vịt thì như đây là thấy cũng đủ rồi đó, đủ ăn rồi. Nhưng mà để coi coi có còn nữa không, theo mấy cái bờ này thì con vịt nó trú ngụ nhiều hơn, mình đi sát sát bờ nó có nhiều hơn. Nhưng mà gần bờ quá thì sắp tức nó lại không có bằng, tại vì sát bờ quá thì mình dễ thấy thì người khác cũng dễ thấy, nhưng có khi người khác cũng đã đi lụm rồi. Giờ mình sẽ đi qua đi lại, khi thấy trắng trắng thì mình đi tới thôi. Đây một quả trứng tiếp theo, cứ đi nhìn cao cao thấy là lụm thôi nha nè, cũng nhiều rồi đó.
đi hết cái bờ này luôn đi rồi hãy nghỉ. Gần bờ thì khả năng có nó nhiều hơn. Gần bờ rồi. Hồi nãy giờ có anh Tuấn à. Tuấn gần bờ nó nhiều hơn chứ. Đi bờ dọc kia vậy mà được cả chục Tuấn. Cái bờ ngang này á, bờ dừa dịch nó chắc có người lụm trước rồi quá. Bờ này là không có ta. Có nhiều tính cái bờ dọc. Đây được một tính nữa nè. Đây. Quá dễ dàng. Coi còn quả trứng nào không? Xa xa thấy trắng trắng thì cứ đi lại thôi. Nó không ngon nhưng mà được cái ăn cái vị này nó cũng béo béo mà nó có mùi nước nước xíu. Luộc lên ăn cũng đó. Này nó chìm sâu dưới đất luôn. Trứng này để rất lâu rồi. Để lâu cái nước rồi, trứng này chắc có khả năng hư. Nhưng mà thôi cứ lụm đi. Về mình hồi mình luộc lên. Nào, còn ăn được thì ăn. Không được thì luộc lên cho mấy con gì nó ăn. Cá. Bỏ xuống cho mấy con cá nó ăn. Rồi thì chắc đi nãy giờ bờ trong mà lại không có nha nè. Tới cái chỗ mình bắt đầu rồi nè. Lội mệt chứ. Tính ra mình lội nãy giờ cũng xa đó. Đây mình lội tới cái bờ ngoài kia. Mình đi cái đường này. Mình đi thẳng tới bờ ngoài kia. Xong từ bờ ngoài kia mình đi vòng lên trên. Mình vòng xuống mình đi hết cái bờ. Tới cái đôi dép mình rồi. Để coi thành quả được nhiêu trứng. Hai bốn sáu tám mười hai, ô, 13 trứng luôn. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 trứng. Thành quả loại 12 phút được 13 trứng nha anh em. 12 phút máy bấm quay nè. Ngoài 12 phút cũng ná thở, tại vì loại dưới bùn này nè, nó sâu quá. Xong rồi cái mình đi nè rất là khó luôn, nhấc cái chân lên khó lắm, đi không có dễ đâu nha anh em. Nó lúng xuống gì đây xong nhấc lên. Rồi thì dắt anh em đi coi cái trò này. Cái trò này chỉ có ở quê mấy đứa nhỏ nó có thôi, chứ còn nhiều anh em thì cũng không có được cái trò này để chơi đâu. Cái này là vừa vui mà vừa sinh tồn luôn được á. Trứng này mà đốt lửa lên ngồi ở đây luộc, luộc ăn là cũng no luôn. Này mà làm clip sinh tồn trong vườn dừa này chắc không được á chứ ha. Rồi thôi mình cũng cảm ơn anh em nha. Nội dòng 12 phút thì được 13 trứng. Thì tính ra mỗi 1 phút được 1 trứng. Thì cũng cũng được đó. Trứng này thì ăn thì không biết 13 trứng này thì ăn được 10 trứng không đó. Có những trứng thì nó khá là đen rồi. Chắc ăn không được. Nhưng mà một người ăn mà luộc xong như đây thì ăn chừng giỏi lắm 3 trứng à. 3 trứng 4 trứng thôi. Nhưng mà với thường thì ngày xưa đi học có mấy đứa bạn rủ nhau thì đi lụm trứng vịt lên nướng. Trốn học rồi đó, cấp học ra mấy bụi rơm rồi nướng. Lúc đó thì là vịt nó có rơm, còn cái này là vịt nó ăn cái này là đồng đồng sao lũ nha nè. Sao lũ nghĩa là khi mà người ta thả xuống á, cái nước lũ nó cạn lại nè. Nước lũ nó dâng lên. Xong bắt đầu nó rút dần, ở ngoài kia thì còn nước. Ở trong đây thì bắt đầu nó lòi bờ lên nè nha nè, nhiều chỗ nó lòi bờ lên. Thì như chỗ mình á cái ruộng của mình á thì nó thấp hơn ruộng của hai bên. Nên của bên mình còn nước. Còn nước thì con vịt nó xuống đây để nó ăn mấy con ốc á. Nó ăn mấy con ốc với lại sẵn có cái hàng dừa của mình nè à. Thì nó vô đây, thường nó trú ở đây. Nhưng mà thường mấy cái quả trứng mà đẻ gần bờ đây thì có người đi thấy rồi. Nên người ta chăn vịt á, người ta thấy người ta lụm vô. Còn những cái trứng mà nó đẻ dưới nước thì nó cũng sẽ hư đi. Người ta không lụm. Lụm về người ta cũng không bán, mà ăn thì ngày nào cũng ăn thì người ta cũng đâu có ăn nổi. Người ta cũng lụm vô rồi cho người này người kia thôi, nên người ta bỏ luôn.
chứ người ta cũng có lấy, xong rồi mấy đứa trẻ như mình nhỏ nhỏ ngày xưa thì cứ lụm lên thôi, rồi xong rồi lụm vô rồi đốt lửa bắt nước lên nướng hoặc luộc, nướng là nổ đùng đùng luôn, đắp đất vô nướng hoặc là bắt lửa lên xong rồi lấy bọc ni lông bỏ trứng vô đốt, đốt thì nó cháy, nó sẽ không cháy cái bọc mà nó nóng sôi lên này rồi cứ thế chín mà lấy ra ăn thôi. Thì vườn dừa nhưng hôm nay không đi hái dừa, không đi bắt cá, bắt cua, bắt ốc. Ốc nhiều lắm nha anh em, đi nãy giờ thấy ốc nhiều lắm nè, ốc nó nổi lên nhiều quá, vì dịch nó còn bò vô nó ăn mấy con ốc nè, ốc nhiều lắm, nhưng mà hôm nay có trứng rồi thì ăn trứng là được rồi, không cần phải ăn ốc, không cần phải tốn tiền luôn, cứ đi một vòng 12 phút có 13 trứng rồi. Thôi mình cũng cảm ơn anh em đã xem clip, đây là khung cảnh và đây là thành quả sau 12 phút đi của mình. 12 phút đi bộ, mình đi một vòng là được 13 trứng vịt. Đây trứng vịt của mình, 13 trứng vịt, nhưng ăn chỉ cần 4 đến 5 trứng là no căng rồi. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip.